Thưa quý vị, nhằm chăm lo, tạo điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do Covid-19, sáng ngày 4 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Vòng tay yêu thương, trao tặng máy tính bảng cho các em. Chương trình đã trao tặng 250 chiếc máy tính bảng cho 250 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em mồ côi do Covid-19. Máy tính trao tay giúp các em có phương tiện học tập, tạo điều kiện cho các em được học tập trực tuyến trong thời gian các em chưa thể đến trường học tập trung. Giúp chương trình học của các em được thông suốt, không bị ngắt quãng do không có thiết bị để học trực tuyến. Đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 1.500 trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh mồ côi. Cuộc sống của các em trở nên khó khăn hơn khi mất đi chỗ dựa, không còn người thân bên cạnh. Thời gian qua, thành phố đã quan tâm sâu sát, kịp thời chăm lo cho những trẻ em mồ côi do Covid-19 với sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, từ trung ương đến cộng đồng xã hội. Chương trình lần này càng tiếp thêm sức mạnh giúp các em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn mất mát, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.